Rồi chào bác nha, hôm nay giao con Kubota L 5018 nha bác. Máy về Nghệ An nha, về Nghệ An trong ngày luôn nha. Rồi. Sáng đẹp trời cho em nói về Nghệ An nha bác. Vì đang tiến hành bảo dưỡng nha bác. Bác chủ vô xe máy trực tiếp luôn nha. Này bác chủ đây. Bác chủ nha bác. 5018 máy Việt nha bác. Máy Việt đời 29 nha. Máy còn rất là đẹp luôn. Bây giờ đang tiến hành hai lượt gầu lượt nhớt cho bác chủ. Và sơn phết lại cặp vỏ sau. 5018 máy Việt đời 29. Máy về Nghệ An trong ngày luôn nha bác. Sáng sớm cho em nói về Nghệ An. Còn máy này còn rất là đẹp luôn nha các bác. Máy gin 3 cục nha. Gin 3 cục là gin toàn bộ nha các bác. Này phần động cơ nè. Máy này còn rất là đẹp luôn. Cầu nè. Vỏ ra còn rất là cao luôn nha các bác. Này, con e. Cắt nước nha các bác. Thì đang tiến hành bảo dưỡng cho bác chủ hai nhớt hai lực dầu rồi nha các bác. Dưới sơn phết là cho bác chủ. Này cái bô còn đi hồi lôi luôn. Bác chủ cũng đã có đi dạo nhiều nơi nha các bác. Long Xuyên và Vĩnh Long nha. Và cuối cùng cũng ghé lại ủng hộ tìm em nha bác. Một con 5018 máy Việt đời 29 nha. Máy còn rất đẹp luôn nha các bác. Máy gin 3 cục nha. Gin 3 cục là gin toàn bộ nha các bác. Sáng sớm chốt cho bác về Nghệ An nha. Về trong ngày luôn nha các bác. Bác chủ vô xe máy trực tiếp nha. Rồi đây. Địa chỉ cửa hàng nha bác. Ốc Long Thành A, xã Mậu, huyện Lý Vân, tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 0338 955 972 nha bác. Các bác nào có cần chào máy của Kubota L 5018 này thì hãy liên hệ xuống dưới nha. Máy còn rất nhiều nha các bác. Này số lượng của máy này còn rất là đẹp luôn nha. 50 thì còn rất là nhiều luôn này. 50 thì còn rất là nhiều nha các bác. Máy thì về Nghệ An nha. Rồi trăm ngày cho bác chủ luôn. Đầu đèn còn sáng hết luôn nha các bác. Máy còn quá đẹp luôn, máy gin 3 cục nha, máy đời 29 nha bác. Máy về Nghệ An nha, về Nghệ An trong ngày luôn. Sáng số, cho em nói về Nghệ An luôn nha các bác. Máy còn rất là đẹp luôn, máy gin 3 cục. Gin 3 cục là gin toàn bộ nha các bác. Rồi gỡ mua ra đi. Lên thùng xe ấm lọt nha bác. Gỡ mua ra.
Rồi lên xe chú chủ về Long An phát tài nha, máy cài cục tan là 5018 nha bác. Máy về Nghệ An nha, về Nghệ An trong ngày luôn. Bác chủ vô xe máy trực tiếp nha. Sáng sớm cho em nó về Nghệ An nha các bác. Các bác nào có cần dòng cục tan là 5018 này gì hãy hệ xuống dưới nha, cửa hàng còn rất nhiều nha các bác. Cửa hàng từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha các bác. Văn Mao và cục tan nha. Địa chỉ cửa hàng gì ốc Long Thành A, xã Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha các bác. Hotline là 033 8955 972. Các bác nào cần dòng máy nào gì hãy liên hệ xuống dưới. Này bác chủ nha.